Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ nói về phiên bản 9.5, Filmora 9.5 mới ra đời cách đây hơn một tuần. Đây là phiên bản mới nhất của Filmora từ Wondershare. Nó có những cái cập nhật gì, những cái thêm effect gì, rồi là performance ra sao, và một số cái tính năng họ thêm vào ở trong phần mềm như nào, mình sẽ giới thiệu qua với các bạn. Cũng tổng kết luôn là cái phiên bản này mình dùng được một tuần rồi, nâng cấp rồi và dùng được một tuần rồi, về trải nghiệm nó cũng tương đối tốt. Mình đánh giá cái phiên bản 9.5 này là cái bản mà tốt nhất so với hai cái bản tiền nhiệm của nó là bản 9.3 với 9.4. Nếu mà xét về tổng thể, tức là nó bớt lag hơn này, render video nó nhanh hơn này, chứ còn mấy cái tính năng thêm thì mình thấy nó cũng như thế thôi. Có thêm hai cái effect, tức là hai cái gói effect mà họ cho mình miễn phí, thì thực ra nó cũng chỉ là bonus thôi, chứ còn quan trọng nhất là cái phần performance, tức là cái phần mà khi bạn edit video ấy, trong khi bạn edit video, bởi vì với Filmora 9.3 thì nó hoạt động tương đối ổn định, sau đấy họ cập nhật lên bản 9.4 thì nó tức là hơi bị lag trong khi edit ấy. Với thứ hai nữa là cái thỉnh thoảng nó crash hơi nhiều hơn so với 9.3. Thì do đó khi lên cái bản 9.5 này thì mình cảm thấy là mình nhận thấy là cái tình trạng giật lag là nó đã giảm thiểu rất là nhiều. Mặc dù vậy thì nếu edit video thì không thể nào tránh được giật lag, phần mềm nào cũng thế thôi, kể cả là Premiere hoặc là Final Cut các thứ, mà DaVinci nó bên siếc mà gập bớ phải những cái máy nhẹ, máy cấu hình yếu còn chả chạy được chứ đừng nói là lag. Đấy, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua một số cái tính năng mới của cái bản Filmora 9.5. Nếu như bạn nào mà chưa mua bản này, bạn vẫn đang dùng bản Crack 9.0, thì các bạn cố gắng tích góp tiền để các bạn mua. Nếu như các bạn muốn nhờ mình mua thì các bạn comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn mua ở Facebook. Đấy, hôm nay thì mình cũng đã hỗ trợ một số bạn mua phần mềm với giá là đâu được giảm 20%, 1 triệu 2 triệu 3 gì đấy, 1 triệu 3 bản quyền trọn đời. Đấy, hiện tại bây giờ nếu như mà lúc nào nó có khuyến mãi nhiều hơn thì mình sẽ cũng đặt ở bên dưới mô tả luôn, các bạn có thể cứ tìm cái mô tả mà xem. Ok, Facebook của mình, điện thoại các kiểu ở dưới mô tả, các bạn có thể hỗ trợ về mua phần mềm, mình sẽ hỗ trợ qua Facebook cho các bạn một luôn. Nếu các bạn nào hỗ trợ bao giờ cài đặt xong rồi mua được xong license ok thì thôi nhé. Đây, bây giờ mình sẽ đi, đây là cái giao diện phần mềm này. Đây là cái video mình vừa mới làm lúc nãy. Đây là cái video mình làm fan, mình up lên cái kênh tiếng Anh để các bạn xem. Cái này nó là jump cut đó. Thực ra tí mình sẽ edit, mình sẽ đặt cái video này ở đây cho các bạn xem. Thực ra nó cái jump cut là cái mà ví dụ một cái quá trình dài này, bạn cắt xong bạn ghép vào. Tức là bạn ví dụ bạn nhảy cóc, ví dụ bạn đang lau kính hoặc là bạn đang lau kính, lau nhà hoặc là gì đấy, nó có nhiều các cái quy trình ấy, thì bạn cắt nó đi xong nó nhảy cóc ấy, thì cái đấy gọi là jump cut. Thì cái đấy nó cũng áp dụng rất là nhiều trong làm phim hoặc là làm các cái trick. Ví dụ bạn muốn thay quần áo, bạn từ lấy vào cái mic, xin lỗi các bạn. Còn thay quần áo hay thì thay quần áo mà thay quần áo nhảy từ nơi này sang nơi khác thì người ta cắt đi, thì ghép vào nó sẽ nó tạo ra một cái hiệu ứng. Để cho các bạn xem qua đây. Đây là cái timeline mà mình chưa có render, mình chưa dùng nút render đấy, mà nó chạy cũng tương đối mượt rồi. Edit tương đối mượt. Không cần phải dùng nút render luôn. Và chất lượng mình để đang là 1/2, và cũng có một số cái layer ở trên này, có sound effect này, có music này, có video này, sau đấy là có các cái hiệu ứng này, title này, element này. Đấy, như các bạn nhìn thấy nó chạy tương đối mượt và cái review ở trên màn hình không bị giật lag gì cả, thì cái này là mình đánh giá rất cao ở cái bản 9.5 này. Đấy, ok thế thôi. Thì ở đây có một số cái cải tiến. Trước tiên mình nói về effect. Effect thì ngoài ra nhé, đây là cái effect tab của Filmora thì nó vẫn ở đây, nó vẫn nằm ở đây. Nhưng tuy nhiên ấy, ở cái phần included này thì nó không thêm, nhưng bây giờ người ta thêm vào thì người ta sẽ thêm vào cái kho của Filmstock. Tất cả các effect pack, tức là tất cả các gói effect người ta sẽ thêm vào cái kho của Filmstock. Ở đây Filmstock là một cái gói mà subscription của Filmora, là bạn phải mua mất tiền, tương đối đắt. Tuy nhiên ấy, trên đấy bạn có thể download những cái miễn phí, tức là bạn cài lên, bạn mua phần mềm nó đã có một đống cái pack miễn phí rồi, gói miễn phí rồi. Đấy, thì bây giờ ở cái bản 9.5 này
mình nhìn thấy được là có 3 cái, hai cái, một cái là Day of the Dead Pack này, Day of the Dead Pack này nhá, Day of Effect này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đây là 18, đếm gì kiểu gì, 8 cái này là ở trong mục Effect này, nhưng mà nó cũng chỉ ở Effect này là 8 cái này, sau đấy là nó là một cái gói mà, đâm ra nó sẽ gồm có Transition, Effect và Element và... đúng rồi, đấy, gói như thế. Đây nhá, ví dụ ở đây là Day of the Dead Pack này, nó đã tự trong đấy rồi nhá, trong phần Effect này. Đây, ví dụ mình kéo sơ và kéo xuống một cái cho các bạn xem. Cái này như chắc nó chuẩn bị cho Halloween. Đấy, ví dụ vào Transition nhá. Phần Transition nó cũng có hai mục là Included và Film Stock này. Thì các bạn cũng kéo xuống Film Stock này, nó cũng có Day of the Dead Pack này. Đây, nó có cũng 2, 4, 6, 7 cái Transition, đúng không? 7 cái Transition này cũng, ví dụ mình muốn chuyển cảnh ở chỗ này chẳng hạn. Đây, mình kéo ở đây, mình thử cho các bạn xem. Đây, thử cho các bạn xem nó chuyển cảnh như này, nó thêm như thế nào. Đấy, kiểu đấy, kiểu dạng, kiểu chuyển cảnh như thế. Đấy, thì đây có con bướm này, các thứ này, đấy là Transition nhé. Thế còn các bạn vào phần Element này, nó cũng sẽ có thêm. Element này nó cũng có cái Day of the Dead Pack này. Đây, nó có 3, 6, 9. Đấy, nhiều hơn nhiều luôn, mười mấy cái luôn. Nhưng mà tất cả những cái này là overlay thì nó sẽ đặt ở trên. Nếu bạn muốn tìm hiểu overlay và kích vào đây hoặc đây, biết mình không biết nó nhảy bên trái bên phải. Thế ngoài ra ấy là có một thêm một cái gói nữa, đấy là gói Lily of the Valley. Lily of the Valley này nói chung là cái gì của thung lũng ấy. Đấy, thung lũng này nhá, phần element này cũng có nhiều này, element có cây cỏ, hoa lá, con bọ này. Sau đấy vào phần effect này cũng kích vào Lily of the Valley này, 1, 2, 3, 4. Đây có mấy con bướm này, mấy con bướm bay bay này. Đấy, kích kép vào cho nó bay này. Đấy, đây có bắt đầu cái khung này. Đấy, khung này. Đấy và transition nhá. Transition thì cũng kích xuống Lily of the Valley đây, 1, 2, 3, 4. Đây, cái này nó hơi giống cái Summer. Đây, Summer Sunshine, Summer Beach Pad này nó cũng giống này. Modern này, đấy, mấy cái modern này nó cũng kiểu như này. Tức là cái pack này, thực ra mình kéo rộng cho các bạn xem về cái effect này nó rất là nhiều đấy. Tuy nhiên là nếu như các bạn đao bản crack hoặc là bạn cài cái bản mà không chính thức thì nó sẽ không được cập nhật, là một, với thứ hai nó sẽ thiếu. Đó là đấy là lý do vì sao một số bạn này cứ hỏi là sao em không có cái này, sao em không có cái kia. Bởi vì các bạn đang dùng bản lậu thì lấy đâu ra có. Thế thì các bạn cố gắng là mua bản quyền để các bạn sử dụng, bản quyền trọn đời mà rẻ thôi mà. Đấy, ngoài ra ví dụ title này, title nó cũng có phần included và film stock. Thì trong title này thì cũng có Lily of the Valley Pack này, nó có thêm 9 cái title mới. Đấy, đây 9 cái title mới này, có thêm cây hoa lá rất đẹp. Cái này mình nghĩ là nếu mà dùng cho wedding thì cũng tương đối là đẹp. Ví dụ đây có animation đấy, và có chữ sẵn rồi, nếu như mình overlay cái này lên video của mình rất là đẹp. Ngoài ra nó còn thêm một cái nữa là virus pack hoặc là virus, gói virus. Đấy, gói virus này chắc là phù hợp cho những bạn làm gaming hoặc là ví dụ bạn nào đang làm về corona virus hoặc là cập nhật tình hình gì đấy. Title này rất là đẹp, mình thấy nó cái này nó cũng, tức là người ta mất rất nhiều công, người ta design, người ta kỳ công, người ta design những cái này cho mình. Nó có animation này, có hình ảnh này, có graphic này, có chữ này. Tất cả những cái chữ này thì các bạn đều có thể sửa được. Ví dụ sửa ở đây thành virus pack, thành cái gì đấy theo title của mình. Thì ở đây có 7 cái title mới, virus pack. Và ngoài ra nó vẫn có cái Day of the Dead này. Đấy, từ khi mà sử dụng Filmora thì có một cái mà mình rất thích, đấy là người ta cập nhật thêm những cái template cho mình sử dụng, thì nó sẽ rất là dễ và nhanh cho cái việc mình làm video. Thì còn một số cái tính năng nâng cao như kiểu motion tracking các cái thứ thì mình ít dùng, mình chả bao giờ dùng. Ví dụ đây mình mua cái bản Pro, ở đây Filmora Pro mình mua bản này 99 đô, tức là mình sau khi mình mua Filmora 9 thì mình có thể mua được bản Pro với giá 99 đô thôi. Thì sau đấy là ở trong này có rất là nhiều thứ, nhiều cái nâng cao, nhiều thứ mình nói thật luôn là chưa dùng gì cả, mua được mấy tháng rồi vẫn để đấy thôi, chưa dùng. Đấy, ngoài ra còn có tất cả những cái phần mềm khác mà nâng cao, mình càng chán, dùng nhiều quá rồi xưa ngồi cứ edit mãi mấy ngày mới được một cái video, nhưng mà Filmora có thể một ngày edit được 2-3 cái video. Đấy là về effect nhá. Effect thì nó thêm những cái đấy. Đấy, còn giao diện ở trên timeline này nhìn thì đơn giản, không có gì thay đổi. Tuy nhiên nó có một số cái thay đổi nhỏ. Ví dụ bạn nhìn vào bên
bên phải này. Bên phải này cái phần review đây nhé, playback quality. Nhiều bạn hỏi là anh ơi tại sao em, tại sao cái video của em ấy review thì nó bị mờ, bị nhòe, mà trong khi em pau lại thì nó lại rõ. Cái đấy là cái do cái bạn chọn cái chất lượng này, playback quality. Nếu như bạn chọn full thì khi bạn review nó sẽ rất là rõ. Tuy nhiên nếu như cấu hình máy tính của bạn yếu thì bạn sẽ không thể nào review mượt được. Đấy, thế còn bạn chọn 1/2 như mình hoặc 1/4 đến thậm chí đến 1/16 thì nó sẽ bị nhòe đi. Tuy nhiên là khi mà bạn pause thì nó ở cái phần setting này, bạn kích vào đây. Ví dụ đây, use original media when pause, tức là sử dụng cái clip gốc, tức là cái chất lượng của clip gốc khi mà bạn pause lại, đúng không? Luôn luôn tích vào đây, thế là nó sẽ ok. Còn tức là bây giờ người ta lôi cái preview quality ra chỗ này. Đấy là một cái thay đổi nhỏ ở trên timeline mình có thể nhìn thấy được. Cái thứ hai nữa, bây giờ ở cái bản 9.4 và 9.5 là cái điều khiển tốc độ, tức là cái bản speed and duration. Nếu bạn click vào cái clip này thì ở đây nó sẽ có một cái gọi là speed and duration, đúng không? Ở bản 9.3 trở về trước là bạn có thể ấn vào đây, bạn trim nó lại, trim ngắn nó lại, tức là bạn đã nén nó lại, nén nó làm nó ngắn cái clip lại thì là cái clip đấy nó đã thành là clip tua nhanh. Tuy nhiên từ bản 9.4 và 9.5 nếu bạn muốn làm cái động tác đấy bạn phải nhấn giữ phím control, nhấn giữ phím control sau đấy đưa ra ngoài cái mép của cái clip này thì nó sẽ có cái vòng tròn này, bạn kích chuột vào đấy, normal đấy, bạn nhìn thấy chưa, chữ normal cái là 1.0. Bạn kéo về bên trái nó sẽ là tăng tốc cái clip của bạn lên, kéo về bên phải nó sẽ giảm làm slow motion. Tuy nhiên là cái chỗ này nó bị vướng cái clip này, đâm ra mình sẽ ví dụ mình sẽ kéo nó ra đây. Bây giờ bạn muốn đây, bạn lại nhấn control sau đấy bạn di nó vào mép của bên phải. Bạn kéo ra đấy, người ta đang ghi là slow kìa, slow 0.26 và nó hiện đây, tức là bạn đang làm clip slow motion, đúng không? Làm clip slow motion mình sẽ còn là luôn quan trọng cho bạn. Đây là mình quay về 24fps thôi, slow motion thì nó bị giật, nó sẽ choppy, tức là nó bị kiểu nhảy khung hình ấy. Tuy nhiên đấy là cũng là slow, các bạn nhìn ở đây. Đấy là một cái thay đổi của 9.5 với 9.4 so với lại 9.3 và 9.0 các bạn đang dùng. Đấy nhá. Thế còn ngoài ra nó đưa thêm một số cái chỉ dẫn. Nhưng mà thực ra mình thấy cái chỉ dẫn này rất là kiểu đấy cần thiết. Ví dụ đây bạn kích kép vào. Bạn kích kép vào ở đây cái chroma key chính là để xóa phông xanh. Ở chroma key nó có cái dấu chấm hỏi, tức là tất cả những cái tính năng gì mà có cái dấu chấm hỏi này, bạn kích vào dấu chấm hỏi này nó sẽ đưa bạn đến cái hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên cái này mình cảm thấy nó rất vô lý, rất đấy cần thiết, tức là nó lại đưa mình ngay đến cái trang tiếng Anh đọc nhoe cả mắt. Và mấy cái trang tiếng Anh này thì nó viết cho cái mục đích gọi là mục đích SEO ấy, mục đích SEO keyword, chứ còn có hướng dẫn gì mấy đâu. Hoặc là không thì nó lại đưa đến cái bản thấp hơn, ví dụ bản này có thể là bản 9 chứ không phải bản 9.3.4 gì cả. Đấy, ví dụ ở đây nhá, đây nhá, mình chứng minh cho các bạn biết là cái tutorial này nó đếch giống nhá. Đây ví dụ cái này chroma key đúng không, ở đây có select color này, tolerance này, offset này, add thickness này, add feather này. Thì đây là bản 9.3 trở về trước thì nó sẽ có bảng này, nhưng bản 9.5 này nó là bản khác. Đây các bạn kích lại này, ví dụ đây và chroma key nhá, mình tích check vào đây thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có cái này nó vẫn giống. Thì lỗi các bạn, nói chéo gió như đúng rồi. Cái bản khác, bản stabilization cơ, bản này cơ, xin lỗi các bạn. Thế nhưng cái stabilization này nếu mà bây giờ nó có thêm đổi mới, mà nó cũng đổi mới cái bản 9.5 này, stabilization thì nghe thiên đồn với review thì là tốt hơn, nhưng mà mình sử dụng thì nó vẫn thấy như cứt. Xin lỗi các bạn, nó bậy. Tức là họ đưa thêm cái reflect này, nan này, tie này, extend này, tức là xử lý cái mép ấy, mép của cái khung hình ấy. Bởi vì khi các cái bản trước khi bạn đưa chống rung vào ấy là nó sẽ bị kiểu giống như hiệu ứng gương ấy, nó hiệu ứng gương nó nhòe này này. Cái con bản này ấy thì là nó sẽ cho mình chọn mấy cái này, nhưng mà thực ra mình không hiểu nổi cái mấy cái này nó như thế nào. Tuy nhiên mình đã dùng thử và kích lên đến 40% ấy, chống rung 40% thì nó cũng
tức là nó chỉ hơi ok thôi, chứ còn cái hiệu ứng gương thì nó không có xảy ra nữa. Tuy nhiên là nó cũng vẫn rung lắm. Nên là nếu mà để chống rung bằng phần mềm thì các bạn nên cân nhắc làm nào để quay khi quay đã không bị rung rồi, chứ còn đã quay rung rồi thì tốt nhất là vứt đi, chứ dùng chống rung bằng phần mềm nó không ăn thua. Đấy. Ngoài ra là còn một số cái này nữa. Nếu mà bạn kích vào đây nhé, kích vào cái nút này ở bên tay phải trên góc trên màn hình ấy, là nó có một cái gọi là bạn hoàn thành nhiệm vụ. Mình thì mình biết là mấy ông này ông hay chơi linh tinh lắm, ông ấy tạo cho mình một số mini game để bạn download được các cái effect, nhưng mình đếch nhập chơi thì mình có cần mấy cái effect đâu. Ví dụ đây nhá, Get Started này, hoặc Advanced Challenge này, hoặc là Help Center, không chết, mình kích nhầm. Help Center nó sẽ hiện ra cái chỗ ấy. Đây nhá, có cái Get Started và cái Advanced Challenge này. Các bạn chơi cái này để các bạn nhận thêm cái pack của Wondershare, nó gửi tặng cho bạn vào trong phần mềm. Mình đếch làm chơi thì mình chơi làm gì, mình không thích, nó bảo mình mấy cái cơ bản này mình biết rồi, mình cần gì thế. Đấy. Đấy là mấy cái sử dụng của bản 9.5. Đấy, nói về 9.5. Bây giờ còn một số phút nữa mình sẽ cố gắng nói về cách sử dụng, hướng dẫn sử dụng phần mềm này như thế nào. Bây giờ mình đầu tiên các bạn mình sẽ giới thiệu cho các bạn mới thôi nhé. Đây là mình sẽ delete cái này đi. Không, đây bây giờ mình sẽ delete cái này đi. Và bây giờ mình sẽ trở về từ đầu. Từ đầu. Và tắt đi. Ok, bây giờ mình sẽ tắt đi này. Và thế là mình đã cũng tắt luôn cái quay màn hình của mình. Ở đời không có cái dạy gì như cái dạy gì. Và mình cứ ngồi mình nói cả tiếng đồng hồ nữa. Tức là mình làm cái hướng dẫn sử dụng Filmora 9.5 này cực kỳ chi tiết, nói đúng một tiếng đồng hồ. Sau đấy nhận ra một cái điều là mình không quay màn hình. Thật là chua xót, không có dạy nào, ngu ơi là ngu. Cho nên mình sẽ xin nợ các bạn bản hướng dẫn sử dụng chi tiết 9.5 ở video lần sau. Video lần này mình sẽ đến đây là mình sẽ dừng ở đây, bởi vì mình làm một cái hành động rất là ngu, nói khản cả tiếng mà lại không quay video màn hình, chỉ có ngồi nói với camera. Thế là nó mới dại dột chưa? Đấy là cái hành động mình vừa tắt cái dự án vừa nãy. Thật sự xin lỗi các bạn. Hy vọng là các bạn đã có những cái thông tin cơ bản về bản mới của Filmora 9.5. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu mà bạn nào mới đến kênh của mình, hãy đăng ký kênh của mình để được xem nhiều những video tiếp theo. Goodbye, tạm biệt và hẹn gặp lại.